Quay. Bây giờ là mọi người sẽ xích qua cơm ơi. Trò chơi cá bú mình. Con nào nhảy lên trước là con mới làm được. Quay ăn đi. Đó cho nó làm cái gì vậy? Sao anh không đưa cho mẹ nó đi đâu? Nó giật ghê á. Trời. Sao mấy con cá này nó dạng dữ vậy trời? Ăn không được quá cho thôi. Ghê. Là cho ngón tay xuống nó đớp luôn đi. Quay mặt à? Ca sĩ Thành Long vậy. Chả được má nó lên. Rồi cái mỏ nó to ghê nè, cái gì mà to dữ vậy? Cái chén. Trời ơi, coi nè. Trời ơi, nó dành nó ăn quá. Bự nó dành ăn cái cháo mà. Trời ơi, bé cũng miếng bự dành hết trơn à. Ê, đi đâu á? Em vú ra đi. Đi nghỉ chơi, chơi ta. Vẫn tích cực. Long vẫn tích cực. Ê, anh quay cho em đi. À, mà thôi thôi em sợ. Đúng ra là Nga sẽ là người cho ăn nhưng mà vì Nga sợ nó nhào lên. Còn mấy con to nó múc nhanh lắm mà. Nó ăn kinh khủng luôn bọn to này. Mấy con cá phía sau này nè, xích máy có cửa. Ủa, con to nó ngoài nhanh lắm. Bắt chưa? Nhẹ chậm lắm. Hết chưa? Rồi cầm cái chai này xuống cho cá sấu uống. Cửa nó không nhả luôn. Tán như mỏi nữa. Nó đói quá. Long ơi, anh có nhu cầu cần bụng. Anh có đói bụng không? Thôi. Tao mà anh có đói bụng không? 10.000 một bình. Vô cái vỏ này mà. Sáu bình. Dạng sao? Dạng quá. Thôi.